cho các bạn. Hôm nay kênh Phụ Nữ và Gia Đình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh trung thu từ bánh Oreo. Nguyên liệu để mà làm được chiếc bánh trung thu này thì gồm có là bánh Oreo và bơ. Bơ thì mình có thể là sử dụng hai hũ bơ Tường An. Và cái dụng cụ không thể thiếu được đó là khuôn lò xo để làm bánh trung thu. Để làm được khoảng tầm 2 chiếc bánh trung thu thì mình sẽ sử dụng khoảng 3 cây Oreo. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần bánh này vào tô nha các bạn. Bánh Oreo bên ngoài thị trường các bạn bán thì nó có 3 vị. Thì có vị kem, có vị dâu. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ sử dụng vị Việt Quốc cho nó thơm. Thì sau khi mà bánh của mình cho ra tô rồi thì mình sẽ lọc lấy cái phần kem cho qua một cái tô khác. Để mà tách lấy cái phần kem ở bên trong bánh thì cũng rất là dễ các bạn. Chỉ cần các bạn tách đôi cái bánh của mình ra, sau đó thì mình có thể dùng dao hoặc là dùng muỗng để mà cạo hết cái phần kem và cho qua một cái tô khác. Khi mà lấy hết cái phần kem bánh ra rồi á thì bây giờ mình sẽ dò cái phần kem bánh này thành hai viên để tạo thành hai cái nhân bánh. Dò viên tròn nha các bạn. Rồi, mình đã dò xong hai viên nhân bánh rồi. Bây giờ mình sẽ cho hai viên nhân bánh này vào trong tủ lạnh để tầm khoảng 15 phút để cho cái nhân bánh của mình có độ cứng nha các bạn. Còn đây là phần vỏ bánh của Oreo. Bây giờ để làm được cái vỏ bánh trung thu á thì các bạn cần phải làm nhuyễn cái phần bánh này ra. Thì nếu mà ở nhà mình có máy xay sinh tố thì mình có thể là bỏ vào xay nhuyễn. Còn nếu không thì mình có thể là dùng một cái dụng cụ gì đó, chẳng hạn như chài, để mình giã nhuyễn cái phần bánh này ra. Và nhớ lưu ý là giã càng nhuyễn càng tốt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bánh này vào trong máy xay sinh tố. Để phần bánh của mình được nhuyễn hơn thì mình có thể là xay hai lần. Mình chia cái phần bánh này làm đôi. Bây giờ mình sẽ đẩy cái nắp cối xay sinh tố lại và bắt đầu xay nhuyễn nó. Sau khi mà phần vỏ bánh của mình đã xay nhuyễn rồi á thì các bạn sẽ cho nó ra tô. Nhưng mà lưu ý là nếu mà khi mà mình xay nó chưa được nhuyễn lắm thì mình có thể cho ra tô để mình dùng một cái chài hay một cái vật gì đó để mình giã cho nhuyễn hơn. Phải làm cho cái phần vỏ bánh của mình càng nhuyễn càng tốt nha các bạn. Để mà cái vỏ bánh trung thu của mình sau khi mà làm xong, tạo hình xong á các bạn được kết dính với lại mềm và dẻo hơn thì mình có thể là dùng một ít bơ Tường An để mình thắn và sau đó mình cho vào trong cái phần tô vỏ bánh lúc nãy để mà mình trộn. Rồi sau đó thì mình nhồi cho cái phần bột bánh này nó kết dính lại với nhau. Mình sẽ cho cái phần bơ này vào trong chảo nóng và chờ cho cái phần bơ này nó tan ra. Thì bơ này sẽ làm cho cái bánh của mình nó thơm hơn. Mình nghĩ là nếu mà bánh này mà khi mà làm xong thì chắc chắn là các bé nhà bạn sẽ rất là thích. Với lại một phần là bánh này cũng thao tác thì nó cũng đơn giản hơn so với những loại bánh trung thu khác. Mình làm nó cũng lẹ hơn. Với khoảng 3 cây bánh thì mình có thể dùng khoảng tầm một hũ bơ Tường An nha các bạn. Khi mà các bạn nhồi bánh á, nếu mà thấy bánh nó vẫn còn khô thì mình có thể là thắn thêm một ít bơ nữa để mình bỏ vào thêm. Đến khi nào mà mình nhào bánh mà mình thấy là bánh nó đã kết dính rồi thì mình sẽ ngưng lại. Vì nếu mà mình cho nhiều bơ quá thì làm cho bánh của mình nó cũng bị giống như là cái chảy bơ ra, nhìn nó cũng không có đẹp mắt. Bơ của mình thì giờ nó cũng tan ra hết rồi nè, mùi của nó rất là thơm. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình chờ cho cái phần bơ này nó hơi nguội nguội để mình cho vào trong cái tô bánh.
mình chờ cho cái phần bơ của mình nó hơi nguội nguội rồi thì các bạn cho vào trong cái phần vỏ bánh này, và khi cho xong thì mình cũng dùng bao tay của mình nhào bóp liên tục để cho cái phần vỏ bánh này nó kết dính lại với nhau. Các bạn lưu ý là đừng nên để cho cái bơ của mình nó nguội quá, thì khi mà mình làm như vậy thì bánh của mình nó sẽ khó kết dính. Bánh của mình bây giờ cũng không còn hơi khô, mình sẽ cho thêm một ít bơ nữa. Mình cứ nhào trộn liên tục để cho bánh của mình nó thấm với cái phần bơ này các bạn. Khi nào mà bánh mình bóp lại nó có dính chặt như vậy giờ được. Cái phần nhân bánh nãy giờ cũng đã cứng lại rồi, để mình sẽ vô lấy nhân bánh và bắt đầu mình ép rau xiên để làm bánh trung thu. Được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo hình cho bánh nha các bạn. Mình sẽ cho khuôn lò xo vào giữa một cái dĩa, tại vì khi mà mình làm bánh thì đôi khi bánh sẽ dễ bị rơi rớt ra ngoài, mình sẽ dùng dĩa để mình cúng các bánh dụng. Rồi, sau đó mình sẽ dùng tay thông để mình ép chặt bánh nha. Mình phải ép càng chặt càng tốt, để chiếc bánh của mình khi mà mình cho ra ngoài á, nó có cái hình bông đẹp lắm. Ép càng chặt càng tốt nha các bạn. Nhân sau khi mà mình bỏ vào tủ lạnh 15 phút thì nhân nó cũng cứng rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần nhân này vào chính giữa. Tiếp tục cho phần vỏ bánh để mà chiên hết cái phần nhân này luôn. Lưu ý là phải ém cho thật chặt tay để bánh của mình khi mà mình làm xong thì nó ra cái khuôn tạo hình nó nhìn đẹp. Chiếc bánh của mình cũng sắp hoàn tất rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra, mình bắt đầu ấn nhẹ lò xo và mình rút lên từ từ nha các bạn. Wow, xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái thứ hai với một cái khuôn bông khác nha các bạn. Mình đã làm xong hai chiếc bánh rồi nè các bạn. Để mà bánh của mình được cứng hơn thì mình có thể là bỏ vào tủ lạnh để chừng khoảng tầm 15 phút. Thì sau khi mà mình để vào tủ lạnh khoảng tầm 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra và mình cắt thử xem nó như thế nào ở bên trong nha các bạn. Mình đã ăn thử một miếng rồi nè các bạn. Bánh của mình thì có độ mềm vừa phải, có mùi thơm của bơ, rồi béo béo của kem, với lại là mùi đặc trưng, cái mùi thơm của Việt Quốc á, làm cho cái bánh của mình rất là hấp dẫn. Trung thu cũng sắp đến rồi á mọi người ơi. Mình cứ làm thử cái món bánh này để chiêu đãi về cả nhà. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.